Thiện Nhân khóc cạn nước mắt, chia sẻ cú sốc lớn nhất trong đời. Không ngờ em lại có hoàn cảnh như vậy. Nguyễn Thiện Nhân là quán quân của chương trình Giọng Hát Việt Nhí mùa thứ 2 năm 2014. Ngay khi vừa xuất hiện, cô bé sinh năm 2002 đã chiếm được cảm tình, sự yêu mến của đông đảo khán giả nhờ giọng hát ngọt ngào. Sau 5 năm, Thiện Nhân đã lột xác và trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Xuất hiện trong chương trình Cặp Đôi Vàng năm 2019 gần đây, Thiện Nhân đã gây chú ý khi lần đầu tiên diện trang phục trễ vai gợi cảm. Hơn một tháng nữa, Thiện Nhân sẽ bước sang tuổi 17. Trên trang cá nhân của mình, giọng ca Nhí chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường. Tập 8 Tuyệt Đỉnh Song Ca, Cặp Đôi Vàng lên sóng vào tối ngày 8 tháng 10 vừa qua, với sự tranh tài của 5 cặp nghệ sĩ bao gồm Thiện Nhân, Cao Công Nghĩa, Thiên Vũ, Quỳnh Như, Minh Luân, Phương Trinh, Tu Trang, Trần Vũ, Tạ Đình Nguyên và Như Thùy. Trong đêm thi, Cao Công Nghĩa, Thiện Nhân đã tiếp tục có màn thể hiện xuất sắc, nhiều cảm xúc với ca khúc Nhớ. Đây là ca khúc mới của nhạc sĩ Minh Vi, được thể hiện lần đầu tiên trên sân khấu. Thiện Nhân cho hay, những câu hát trong ca khúc rất giống với hoàn cảnh ngoài đời của hai chị em. Vì vậy trên sân khấu, cô đã không kìm được cảm xúc của mình. Cũng vì quá cảm xúc nên đôi khi giọng hát của cả hai có phần chệch choạc, nhạc lý không xử lý chuẩn xác. Kết thúc tiết mục, Thiện Nhân òa khóc và nghẹn lời. Các bạn cùng trang lứa với em, làm gì cũng đều có ba mẹ bên cạnh, nhưng em thì không. Năm 12 tuổi, Thiện Nhân đã khăn gói vào Sài Gòn học tập, một mình tự lo liệu tất cả. Cẩm Ly lên sân khấu an ủi Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa. Hôm nay con đã mạnh mẽ và trưởng thành rất nhiều, nên ba mẹ sẽ tự hào về con. Cô mong con vững bước và có những bước tiến xa hơn. Cẩm Ly chia sẻ. Sau khi đăng quang Giọng Hát Việt Nhí 2014, Thiện Nhân xa ba mẹ lên Sài Gòn. Cuộc sống hiện tại của em thế nào? Vừa đăng quang Giọng Hát Việt Nhí 2014, ba mẹ quyết định chuyển em vào Sài Gòn sống cùng với các anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát. Thực sự lúc đó em vừa vui vừa buồn. Vui vì được vào một thành phố lớn, có nhiều điều mới mà em muốn khám phá. Buồn vì phải sống xa ba mẹ, hàng xóm láng giềng. Vào Sài Gòn được một năm thì em chỉ muốn về quê. Gia đình em thuộc dạng khó khăn nên phải chuyển nhà liên tục. Những lần đó, em cùng với các anh chị khiêng đồ đạc từ nhà này sang nhà khác giữa trưa mà nước mắt cứ trào ra. Sau 3 đến 4 lần chuyển nhà, giờ em đã quen luôn. Hiện tại thì em đã hòa nhập với cuộc sống của Sài Gòn và đã có chỗ ở ổn định, không phải sống trong cảnh nay đây mai đó. Về việc học tập, em cũng theo kịp các bạn trong lớp khi đạt loại giỏi trong học kỳ vừa rồi. Mỗi lần nhắc tới ba mẹ ở quê là thấy Thiện Nhân lại rưng rưng nước mắt vì xúc động. Vì sao vậy? Em là con út trong nhà nên được ba mẹ chiều chuộng lắm. Hồi đó, ngày còn đi học, ngày nào cũng được ba mẹ đưa đi đón về mà không phải làm bất cứ một việc gì trong nhà. Lúc nào cũng có ba mẹ ở bên cạnh, nên khi xa nhà, em cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Lúc em bước lên tàu vào Sài Gòn thì nhìn thấy hình ảnh của mẹ quay lưng đi, lấy tay quẹt nước mắt, rồi em cũng khóc theo. Ký ức đó khiến cho em nhớ mãi không thể nào quên được. Còn bây giờ, em tự nhủ với bản thân phải cố gắng học tập để những người yêu thương mình được vui. Khoảng 2 tháng, ba mẹ sẽ vào thăm em một lần rồi về quê. Nhiều nhạc sĩ cho rằng mức cát xê phần nào khẳng định được vị trí và tên tuổi. Còn với Thiện Nhân, điều này có ý nghĩa như thế nào? Thực sự thì gia đình em quan trọng chuyện tình cảm hơn là chuyện tiền bạc. Chỉ cần đủ trang trải tiền học phí cùng với các khoản sinh hoạt khác tại Sài Gòn. Nếu có dư thì em gửi về phụ giúp ba mẹ để đỡ vất vả hơn. Là em có thể vui rồi. Em chưa bao giờ nghĩ mức cát xê của mình sẽ thể hiện đẳng cấp như thế này hay là như thế kia. Nếu như em chỉ biết đi hát kiếm tiền mà không lo học hành, thì có lẽ là vợ chồng cô chú Cẩm Ly sẽ không giúp đỡ em cho tới ngày hôm nay. Với lại, em là con nít nên quan trọng chuyện tiền bạc thì sẽ bị già đi. Không thể tự nhiên như các bạn khác nữa. Cho đến bây giờ thì em vẫn không biết mức cát xê của mình là bao nhiêu. Đổi lại, em được anh trai cho tiền, bỏ vào ống heo để dành. Khi trưởng thành, ngoại hình và giọng hát của em cũng thay đổi. Dạo này, em cũng rất ít đi diễn. Thiện Nhân có sợ sẽ mất fan hay là không? Từ trước cho đến nay, chú Minh Vi chỉ nhận lời cho em đi diễn và hát vào dịp cuối tuần. Riêng những ngày có lịch thi, em phải nghỉ hát 3-4 tháng để ở nhà ôn tập. Vào dịp hè,
nếu kết quả học tập đạt tốt thì em sẽ được đi hát nhiều hơn. Tuy nhiên, có lúc em hơi sợ, không biết là các cô chú có quên em hay không. Nhưng rồi thì em tự động viên mình, phải cố gắng luyện tập và giữ phong độ để không đi xuống thì chắc chắn là các cô chú sẽ không quên em đâu. Em rất mong có ca khúc mới để gửi đến khán giả trong thời gian tới.